những cái gì mà mẹ nghe ở trong thai kỳ, những cái gì mà mẹ người phụ nữ mang bầu nghe ở trong thai kỳ thì liệu có ảnh hưởng như thế nào đến em bé không? Hôm nay tôi chỉ đi sâu về một chủ đề, đó là những gì mà người mẹ bầu đang nghe. Và trước hết thì tôi muốn hỏi các bạn là ngày nay ra khỏi cổng, từ trong nhà ra ngoài khỏi cổng, đến siêu thị, đến chỗ gội đầu, cắt tóc, tất cả các service, các dịch vụ, hoặc là tự các cô gái trẻ trên đường cũng thấy tai phone họ đeo vào tai, mình đứng cạnh mình thì gỡ ra xem họ nghe cái gì vậy. Vâng, tôi muốn hỏi là ngày nay các bạn gái trẻ nghe cái gì? Các bạn hay nghe cái gì ạ? Và ngày nay những mẹ bầu nghe gì? Từ việc là chủ động nghe, do đó đeo phone vào. Giờ đến siêu thị người ta cũng mở những nhạc buồn, ở đâu cũng thấy đau đớn, xót xa, đắng lòng. Đến giờ thì là tự mà cũng uất hận, đúng không? Về nhà thì cũng vô thức, thì cũng xem phim mở ra cũng thù hận, mở kênh nào cũng thấy khóc, cũng nguyền rủa, đay nghiến, cau có và cắn quái với nhau. Mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng nói lời tốt đẹp gì, đúng không? Và đấy thì ngày nay chúng ta những cái mẹ bầu á, thì được nghe cái gì? Và bạn biết đấy, những gì chúng ta nghe là những gì chúng ta sẽ nói. Thế thì bắt đầu từ cái sự nghe, nó hơi trừu tượng, đặc biệt là những người mà chưa dự qua cái khám phá bí mật của sổ vàng thì đôi khi là nó sẽ có thấy là cảm thấy nó thế nào rất khó hiểu. Thì tôi muốn nói với các bạn như thế này: con người, cái bộ não ấy, cái bộ não người ở trong brain là trong bào thai là tháng thứ 6 nó mới hình thành, và nó hình thành thì nó có đủ lượng tế bào thần kinh để dùng suốt đời. Vâng, tế bào thần kinh được gọi là neuron, hàng trăm tỷ neuron, có khoảng từ 100 đến 140 tỷ neuron thần kinh ở trong cái hộp sọ này. Chúng sản xuất hàng loạt vào lúc 6 tháng tuổi để dùng suốt đời, và sau này nó chỉ chết dần đi và không bao giờ mọc thêm nữa. Thì thiên phú cho mỗi cái bộ não đều có cái số lượng neuron tương đương. Vậy sau này thì lại có người anh kẻ si, có người khôn kẻ dốt nát, đúng không? Thì có nhà thông thái, có kẻ ngu đần, mê muội. Thì là tại sao? Bởi vì là gì? Đó là những cái thông tin chúng ta đưa vào bộ não. Bộ não trắng không có thông tin thì nó chỉ là protein. Vậy thì nó phải có thông tin. Ngay cả chúng ta bây giờ mà nhốt tôi, nhốt bạn vào một cái thùng kín mít, silent, không có thông tin gì cả, là có những người không chịu nổi một giờ đồng hồ. Và sau 24 giờ là đã nguy hiểm với rất nhiều người rồi, nguy hiểm đến tâm lý. Còn sau 3 ngày có thể bị điên, thậm chí có thể bị chết. Thế thì vậy thì cái gì mà quan trọng? Cái bộ não này nó đói khát thông tin. Bộ não của chúng ta trừ lúc chúng ta ngủ, còn cựa mình tỉnh giấc nó lại xử lý thông tin. Nó lại nghĩ, tôi thích bạn không nghĩ được. Và nó nhận thông tin qua mắt, qua tai, qua mũi, qua vị giác nếm, qua xúc giác sờ mò. Chỉ có 5 con đường để nhận thông tin vào não bộ. Nhưng hôm nay tôi chỉ nói đến một cổng, đó là thính giác. Đó là cái âm thanh. Cái tai thính giác này để nghe âm thanh. Và nhắc lại là âm thanh tác động lên tai của bà bầu, của những mẹ người mẹ bầu sẽ ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào. Thai nhi được hình thành từ tinh trùng và trứng. Và lần nào ở trong bí mật của sổ vàng hoặc các chương trình tôi đều nói rồi. Thì thưa các bạn là trong bào thai thì em bé chưa có hình thành não, đến mãi tháng 6 mới có não. Thế thì vậy thì cái giá trị âm thanh mà thông qua cái tai của người mẹ để làm gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trang bị cho nhau để có một chút cái hiểu biết cơ bản, rất là cơ bản, cái key về cái âm thanh. Thì thưa các bạn là âm thanh, sounds, âm thanh này, những âm đã, đấy, những âm đã, thì nó
nó sẽ tác động lên cảm giác, nó tác động lên cảm giác con người. Và em bé trong bào thai thì hoàn toàn chưa có não, nên em bé chưa có suy nghĩ, em bé cũng không hiểu những cái gì mà mẹ nghe. Nên các bạn có thể ụp cái tai nghe ở trên bụng để cho con nghe nhạc Beethoven hay những cái nhạc gì đó, nhưng mà người mẹ lại nghe cái nhạc khác, hoặc là những lời nói trong đầu mẹ đầy thù hận thì lại không phải. Thì tôi muốn nói là gì? Cái âm thanh nó tác động đến cảm giác, và từ cảm giác thì nó mới phát triển thành cảm xúc, rồi từ cảm xúc nó mới phát triển thành cảm nhận. Đó, nó mới thành cảm nhận. Chẳng hạn là bây giờ nếu mà bạn tôi chửi bạn, bạn chửi tôi, chúng ta ném đá nhau, bạn bấm xu vào đây là tổn thương cảm xúc của tôi làm tổn thương cảm xúc của bạn. Đấy. Thì cảm xúc nó cao hơn cảm giác một bậc. Đấy. Và lát nữa bạn sẽ thấy ồ này, chương trình rất là hay, mình phải đăng ký để mình lấy cái đường link này, mình học free cái khóa này, mình xin cái kiến thức này này này. Đấy là cảm nhận. Đấy. Cũng có những người ngay vào đây lại cảm nhận là không tốt, vì thế giới này phụ thuộc vào cảm nhận của chúng ta thôi, của mỗi người thôi. Vì vậy tôi muốn nói là gì? cái âm thanh ấy, trước hết nó chưa cần phải là lời bài hát hay là gì, chưa cần là melody, mà chỉ cần là âm thôi. Đấy, như người ta hét lên một tiếng là bạn cảm thấy bất an, bạn cảm thấy sợ hãi đó. Thì ở cấp độ 1 là âm thanh nó tác động đến cảm giác, và ở em bé đang hình thành tủy sống thôi, chứ em bé chưa có não, nên là những cái âm thanh mẹ nghe vào nó chỉ tác động lên các thụ thể cảm giác của con thôi, hệ thụ cảm, cảm giác của con đang hình thành. Vâng, chúng ta nhận cảm giác thông qua hệ cảm thụ cảm giác, và lúc này trong bào thai thì em bé đang hình thành các cái hệ thụ cảm, cảm giác này. Nên nếu như mà những người mẹ mà nghe nhạc buồn, những người mẹ nghe những lời tổn thương, mà người mẹ bị tổn thương thì em bé sẽ bị tổn thương đó. Thế nên là âm thanh nó, ngay cả ở người lớn á, bây giờ hãy nói âm thanh ở trên người lớn, hay là em bé đẻ rồi, một em bé đẻ rồi mà khóc oe oe vì em bé cảm thấy bất an, tỉnh dậy không thấy cha mẹ đâu, đấy là cảm giác sợ và con hét lên bất an. Thế nhưng ngay khi người mẹ chạy lại hoặc là nói là mẹ đây, à má đây, à mommy here, thì em bé không hiểu gì hết, em bé chỉ nghe cái âm dịu dàng đó và con cảm giác được bình yên, con là im. Thế nên là người cha lại nói là bồ đề là giọng ồ, em bé cũng thấy bình yên và chẳng hiểu gì cả, em bé lại im nhé. Thế nên là âm thanh đầu tiên nó tác động lên cảm giác con người, và tác động lên cảm giác, thông qua việc tác động lên cảm giác ấy thì nó sẽ khai mở hệ thụ cảm cho các bạn, cho hài nhi đó. Và đây là tác động của âm thanh nhé. Đấy, âm thanh là tác động lên hệ cảm giác, tác động lên cảm xúc của chúng ta và tác động lên cảm nhận của chúng ta, tất cả chúng ta. Và âm thanh nó sẽ tác động lên phản xạ, và cái pol này, cuống não này, thì động vật chủ yếu là âm thanh nó tác động lên pol, lên cuống não, và nó phản ứng hét một tiếng là nó chạy hoặc là xù ra, chứ nó không hiểu gì hết. Thì trong các cái tình huống mà con người gặp khó khăn, trong các tình trạng khẩn cấp mà xe phanh khát đấy, thì cái âm thanh ấy vào tai, nhưng mà các cung phản xạ, các khoa học gia đã nghiên cứu là két phát như thế, thì cái cung phản xạ đấy nó báo thông tin kích hoạt trực tiếp xuống tủy sống để phản xạ thật nhanh, để phản ứng, để co giò lên để chạy hoặc co rúm người lại, chứ không chạy lên bò não. Thế nhưng mà bà chả như tôi bảo kia, ôi sập nhà kìa, sập kìa, ôi kìa gì, thì mà đầu thì lúc bấy giờ cái âm đấy nó mới chạy lên vỏ não để bạn phân tích là tôi nói thật hay tôi nói đùa. Chà, bây giờ các bạn đang nghe tôi và bạn comment này, bạn phân tích tôi ấy, thì là âm thanh tôi nói nó chạy lên vỏ não và bạn xử lý. Nhưng trong các tình huống bản năng, như là một tiếng hét, một tiếng nổ oanh, thì mặc dù chúng ta là loài người có khả năng suy nghĩ, nhưng lúc đấy không kịp nghĩ, thì cái âm thanh đấy nó lại tác động để chạy xuống tủy sống và phản xạ tức thì. Thế nên là giá trị của âm thanh là như vậy, nó tác động lên cảm giác con người thông qua các hệ thụ cảm, cảm giác. Và hệ thụ cảm này là thụ cảm âm thanh, thụ cảm cảm giác, và nó tác động lên cung phản xạ tự vệ đó. Và chính là cái pol là cuống não đó, nên tại là các võ sĩ họ xông vào nhau, họ hét yeah yeah, họ hét lên để nó tăng tự vệ đó. Thế thì giá trị của âm thanh lúc đầu nó chỉ là như vậy, nhưng mà gì,
nền tảng gốc của âm thanh là chạy vào cảm giác. Nhưng sau đó trên nền tảng âm thanh nó phải phát triển lên một bậc chỉ loài người mới có, đó là ngôn ngữ. Yeah. Chứ còn động vật thì nó sẽ không có ngôn ngữ, suốt đời nó chỉ là hệ thụ cảm âm thanh. Đấy. Âm thanh du dương thì có thể nó liên diêm ngủ, nhưng mà âm thanh thất thần lên thì nó phi, nó chạy hoặc nó xù lên, thì nó chỉ sống bản năng âm thanh duy nhất. Thế còn loài người thì từ trên nền tảng âm thanh nó mới phát triển thành ngôn ngữ. Ừ. Và cái ngôn ngữ nó làm cho con người đón nhận hoặc là biểu đạt được tình cảm của mình, để biết yêu, biết ghét. Nên giá trị của âm thanh nhé, là bản năng gốc, để nhắc lại là nó tác động lên cảm giác thông qua các hệ thụ cảm cảm giác, rồi nó tác động lên các hệ thống phản xạ của tủy sống. Nhưng mà âm thanh, từ âm thanh thì sau này nó mới phát triển thành ngôn ngữ. Thế nên nếu những người mẹ mang bầu mà nghe những lời đau buồn nhiều quá, những người khổ lụy nhiều quá, những người làm nhục mạ nhiều quá, thì nó sẽ tổn thương hệ thụ cảm cảm giác của đứa con. Đấy. Hầu hết rất nhiều các em bé mà chậm phát triển ngôn ngữ và bị tự kỷ tăng động là chúng đều có lý lịch liên quan đến tổn thương từ trong thai kỳ. Nếu không tổn thương trong thai kỳ thì ít nhiều cũng tổn thương ở thời kỳ thơ ấu. Tổn thương thai kỳ và tổn thương thời kỳ thơ ấu là một điều khủng khiếp nhất. Nên là bào thai ở trong bụng mẹ 9 tháng thì nó phát triển chủ yếu thiên về cảm giác. Thế nên nếu như mà một cô bầu mà phải nghe những âm thanh đau khổ, buồn bã thì nó làm hỏng hoàn toàn hệ thụ cảm cảm giác của đứa con này. Và cái cá thể này nay mai có thể rất là đỗ đạt và lớn như một số người đang ngồi đây xem, thì cũng có thể vẫn cứ buông những cái lời làm tổn thương người khác. Đấy, không biết yêu thương chính là do hỏng hệ thụ cảm cảm giác. Nên là khi là loài người thì từ âm thanh nó phát triển trên ngôn ngữ. Thì bạn muốn con bạn là giỏi tiếng Anh, bạn muốn con bạn nói tốt tiếng Anh hay giỏi các ngoại ngữ, hay là bạn muốn con bạn là nói hay, giao tiếp tốt, đó, thì nó phải có một cái hệ thụ cảm âm thanh từ trong gốc tốt thì sau này nó mới phát triển lên ngôn ngữ được. Chứ chúng ta chỉ muốn cái ngọn nhưng chúng ta làm hỏng mất cái gốc rồi nhé. Thì trên nền tảng ngôn ngữ nó phát triển trở thành tình cảm của con người, nó phát triển trở thành tri thức. Vâng. Động vật trong bào thai là nó hình thành như động vật là tủy sống trước, và nó phát triển từ đằng dưới lên và từ sau ra trước. Các bạn nghe trong chương trình thì các bạn sẽ hiểu cái này. Những người mới nghe thì người trừu tượng thì các bạn sẽ đăng ký vào cái khóa học bí mật cửa sổ vàng thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn những gì tôi đang nói này. Thế rồi nó mới mọc lên thế nào. Thế thì động vật nó sẽ phát triển tủy sống, xong cuống não, xong đến não giữa. Đó. Và nó dừng lại ở đó. Sang đến lớp thú như chó mèo ấy, bò sát nó dừng lại ở đó. Sang lớp thú như chó mèo thì nó phát triển sang não trung gian, tức là nó cũng biết yêu, nó biết mừng chủ, nó biết giận dỗi, nó biết yêu, nó biết thể hiện tình cảm, nó biết buồn vui. Thì là động vật nó phát triển sang não trung gian. Thế còn duy nhất loài người có chất xám, có khả năng tư duy, có trí tuệ và tri thức chính là vỏ não. Nên có rất nhiều em bé chậm phát triển ngôn ngữ, chậm nói, chậm phát triển ngôn ngữ và bị thiểu năng chẳng hạn. Thì đi chụp CT scan cắt lớp thì đây là bé não trắng nhiều và não xám, vỏ não phát triển quá ít. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vậy thì cái gì tạo nên chất xám của con người, trí thức của con người? Vâng, đó chính là ngôn ngữ. Tạo hóa ban cho loài người duy nhất có ngôn ngữ đọc và ngôn ngữ viết. Nên xã hội văn minh đó là có ngôn ngữ. Từ khi có ngôn ngữ thì thoát kiếp động vật, sống bầy đàn bộ lạc. Từ khi có chữ viết thì nó mới tạo ra quốc gia. Nên là tri thức con người là phát triển bằng ngôn ngữ. Nên nếu con các bạn chậm nói thì đấy chính là chậm phát triển phần bản tính người. Đó là chất xám và ngôn ngữ. Đó. Và ngôn ngữ nó còn một cái giá trị nữa, đó chính là nó nuôi dưỡng phần tâm hồn và lương tâm con người, tiếng lương tri, lương tâm con người
Chẳng hạn như là bố nó ngày xưa nó chẳng trai đấy, ngủ với mẹ nó chữ cau điếc chầu héo gì, thế là bụng chửa. Bụng chửa thì có thằng là gì, nó bất nhân, nó thất đức đấy. Bạn xem thế này, nó đem bạn gái vào tận trong bệnh viện, nó bắt phải phá thai. Thế thì các bạn là đồ vô lương tâm. Và bạn chuyện đọc cái chuyện cổ tích Buratino. Buratino là một con rối bằng gỗ, cha nó là diễn viên và đẽo ra, cuối cùng tự nhiên là nó lại cử động được và nó nói, nhưng mà nó không có lương tâm, thế nên là nó phải lấy con dế làm lương tâm. Vâng, tiếng dế lương tâm. Thế thì có những người khác thì cũng nghĩ là ôi chết thôi, bây giờ chết thôi, chắc bây giờ mình học trò của tôi nhiều lắm, nó gặp tôi nó bàn hay là giúp em mới giúp em giải quyết nha, rồi tôi bảo quyết cái con khỉ, rồi tôi động viên an ủi nó, thế xong nó lại mạnh mẽ lên. Thế nên là tiếng lương tâm nó lại thôi thúc thôi, mình phải chịu trách nhiệm thôi, mình phải vượt qua, bố mình chửi mình cũng được, bố mình đuổi cũng được, thì mình đến mình cầu cứu thầy cương, mình ở với thầy cương. Đấy là tiếng lương tâm nhé. Nhưng là ngôn ngữ nó phát triển tình cảm, nó phát triển tri thức, trí tuệ con người, nhưng mà nó còn phát triển phần tâm hồn con người, nó phát triển lên cái lương tâm và lương tri con người. Bạn muốn trợ giúp một ai đó, bạn lên tiếng bênh vực một ai đó, thì đó là tiếng lương tâm, đó là lương tri con người. Và ngôn ngữ nó là phần chủ đạo của thái độ sống của con người và quan điểm sống. Vâng, lời nói nó tạo nên quan điểm sống, thái độ sống, quan điểm sống. Nhưng chúng ta bất đồng quan điểm chính là bất đồng về ngôn, bất đồng ngôn từ, nghĩa thì nói ra là không hợp, nghịch nghĩ nhau, bất đồng quan điểm là cay. Thế nên là gì, không thể đùa được với những cái gì. Vậy thì từ một cô gái trẻ, cô nghe cái âm thanh gì vào não, bài hát gì đấy, ủ ê ủ dột buồn bã mở đâu cũng thấy đắng lòng, cay đắng xót xa thù hận, đúng không? Xem phim cũng oán hận. Thế thì nó mới tạo ra những người mẹ mà sau này sau sinh bị trầm uất, trầm uất vì là không có cái tiếng lương tri, không có khả năng control. Bạn thấy đấy, bạn đi hay là bạn tiếp tục, bạn dừng lại hay là thù hận, cái mệnh thức ở trong não mình là lời, gọi là little voice, little voice, lời nói nhỏ trong não, tiếng dế lương tâm ở trong não là âm thanh đó. Thế nên là nó không đơn giản. Tại sao tôi hôm nay tôi lại nảy sinh ra là những cái gì người mẹ nghe thì tác động, có tác động gì lên đến baby không? Thì tôi vừa chạy qua phần tri thức cơ bản để chúng ta biết rằng là cái quá trình phát triển nhận thức của con người, đó là nó sẽ chạy từ cảm giác, nó phải hoàn thiện cảm giác, sau đó nó mới hoàn thiện các cụ thể âm thanh, rồi nó mới hoàn thiện đến phát triển đến hình ảnh. Đấy, nhưng là từ trực quan sinh động tới tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng quay trở lại thực tiễn khách quan. Đó. Từ trực quan sinh động, cái tư duy trừu tượng là thông tin chạy qua năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Nhưng mà khứu giác, vị giác và xúc giác thì chính là cảm giác. Vậy thì chỉ có ba thứ tác động lên nhận thức con người, đó là hình ảnh, âm thanh và cảm giác. Và trong bào thai tăm tối thì không có hình ảnh, chưa mọc não nên cũng không nghe được, không có âm thanh, mà phát triển cảm giác trước. Nên chúng ta sau này chúng ta cũng chỉ ảnh hưởng ba cái, là logo, đó là hình ảnh, slogan, đó là âm thanh, và sự hài lòng, sự tự tin khi dùng sản phẩm đó, thì đó là cảm giác. Chỉ có ba thứ đó. Nhưng trong bào thai nó phát triển cảm giác trước. Và đây là một tâm sự, đó là các hình ảnh, các hình ảnh siêu âm đa chiều, siêu âm màu bây giờ rất rõ nét. Tôi nhắc lại là tháng thứ 6 em bé mới có não. Nhưng mà ở những cái tuần chưa có não mà đầu dò siêu âm, như bác sĩ nói là chắc là người thai khỏe đây, nên để đo đo. Nhưng mà người mẹ trẻ nói rằng là bác sĩ ơi, em không có điều kiện giữ, anh xem giải quyết cho em, bỏ cái thai đi. Thì các bạn thấy là hài nhi ở trong bụng co rúm. Nên thông qua cái thế, nhưng mà nếu mà bác sĩ siêu âm mà nói tuyệt vời, thai khỏe lắm, đẹp nhá, rồi tuyệt vời, thì bố nó lại ôm mẹ nó thơm một cái,
thì em bé ở trong đấy hoan hỉ. Thế còn ngay khi người mẹ nghĩ đến là tiêu diệt con, em bé sợ co rúm. Ngày xưa thì người ta nói là đấy là não cổ đại, bản năng cổ đại, bản năng sống sót và sinh tồn. Nhưng tôi chỉ muốn nói với các bạn nữ rằng khi ở trong bào thai thì em bé là một phần máu huyết được của mẹ, và nó được tạo bởi máu huyết của mẹ thông qua dây rốn. Vâng, cái clip mà tôi nói về tổn thương thai kỳ ấy, là nó có hơn 1 triệu lượt xem đó, đúng không? Còn ở một trang, người ta share nó về ấy, người ta share nó về cái trang yêu con ít ấy, thì tôi đã thấy là gần 6 triệu lượt xem chỉ có một cái clip đó thôi. Thì ngay từ hai trang thì đã thấy là gần 10 triệu lượt người xem. Tôi nghĩ là ảnh hưởng của tôi cũng ổn đấy, đúng không các bạn? Có hơn 90 triệu người ở đất nước này. Vậy mà nguyên cái clip đó ở trong hai trang đã có gần 10 triệu lượt xem. Tất nhiên là có cả người Việt Nam ở nước ngoài nữa. Vâng, hiện nay thì Cửa Sổ Vàng phục vụ và rất là nhiều kiều bào ở nước ngoài. Thế nên là tôi nhắc lại là tôi đã nói cái này ở trong một clip đó. Thế nên cái thông điệp mà tôi muốn nói với các mẹ bầu, đặc biệt là những người mẹ mang bầu tháng đầu, lát nữa tôi cũng hướng dẫn các em phòng, có vài thứ phải phòng. Không biết là các bạn có thích chương trình không, những người vào sau nhé. Hôm nay tôi nói về những gì người mẹ bầu nghe sẽ ảnh hưởng lên thai kỳ như thế nào. Nó không chỉ đơn giản là sức khỏe của thai kỳ trong lúc mang thai, mà nó sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời cái đứa trẻ ấy sau này, chỉ nguyên cái âm thanh thôi. Thế nên là những người mới vào thì các bạn chia sẻ cái livestream của Dr. Cương này, cái livestream này về trang của mình, tác thêm những người mẹ bầu khác. Và tôi cũng, và bây giờ chúng ta tiếp tục nhé. Trong bào thai em bé không nhận được thông tin bằng mắt, không nhận được thông tin bằng tai, thậm chí chưa có não, nên là em bé là một phần của cơ thể mẹ. Em bé chung cảm giác với mẹ, nên nếu em bé đói, em bé khát thì mẹ sẽ uống, mẹ sẽ ăn. Em bé thấy mệt thì mẹ sẽ thấy mệt. Những con động vật như con heo thôi, nó cũng không có trí tuệ. Nhưng mà lũ heo con ở trong bụng thiếu canxi, thiếu khoáng chất, thì con mẹ nó sẽ cảm thấy và nó đi nó gàm chuồng để nó ăn lấy khoáng. Thế nên là em bé sẽ sống bằng cảm giác của người mẹ bầu. Mà cảm giác thì nó lại thay đổi rất thất thường. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đang đi ra đường, cảm giác đang vui vui là đúng không? Thế mà cuối cùng vác bụng khô khề, rất là vui, mẹ con mình đi bộ tí cho khỏe nhé. Thế xong bắt đầu có một người, người ta bảo ôi nào mang bầu mà eo nó đâu hết rồi, ôi nào sục xà sục sạch, ôi nào mũi mày to như hà mã kia, ôi xấu thế. Thế là gì? Ôi buồn quá. Thế hay là bây giờ thì một người đang đẹp trai, đang đẹp gái, đang vui vẻ, đang rất là thông thái, tự nhiên có một người, người ta bảo là mày ngu đấy, mày điên à. Thế là chúng ta vừa ngu vừa điên ngay, chúng ta tổn thương cảm giác rất là nhanh. Nên là không đùa với âm thanh của những người mẹ trẻ nghe nhé. Thì tôi thấy là ở đâu đâu đến chỗ gội đầu những mẹ bầu này, rồi đến siêu thị này, đến chỗ mẹ và bé này, rồi đầu bầu này, nhưng mà các mẹ vẫn mở cái nhạc buồn ở trong đó. Cái người bán hàng á, cái shop á, cái siêu thị á, trên xe của chồng bạn, là trên xe bạn tự lái đi làm mà cũng nhạc buồn, về nhà cũng là phim thù hận nhạc buồn. Tôi chả hiểu tại sao các bạn lại nuôi dưỡng tâm hồn như vậy. Tôi nhớ lại là gì, âm thanh bạn nghe là nó nuôi dưỡng tâm hồn, nó tác động tâm hồn lên tâm hồn một con người. Và em bé thì nó chưa có tâm hồn, nó còn chưa có não, thì tâm hồn nằm ở đâu? Tháng thứ 3 này mới có tim, lúc đầu nó còn chưa có tim, nên nó không có tình cảm yêu ghét cái quái gì hết. Nó chỉ có sống bằng bản năng, và bản năng đó là nó cảm nhận từ mẹ. Thế nên là nếu, và cái cảm giác từ mẹ thì là ảnh hưởng từ cái âm thanh mẹ nghe rất là nhiều. Vì vậy thì người ta mới có phần thai giáo. Thế nhưng mà thai giáo thì các mẹ lại đem hai cái loa này úp vào bụng chửa để nghe. Thế nhưng mà trong đầu lại là những cái âm thanh là thằng bố mình nghe, thằng chồng đâu, thằng mất dậy chưa về, lại đi với con nào, rồi ngày mai tao sẽ xong mày ra. Thế những âm thanh đấy nó mới chết, đấy mới là cái âm thanh. Chứ còn em bé nó chưa có não, nên là nó chung não với mẹ. Những gì mẹ nghe là con nghe. Nên trong lúc mang bầu thì các em bầu phải nghe, các thím bầu phải nghe, chú trọng là vậy thì mình sẽ chọn lọc những cái mình nghe. Đó.
thế thì nó rất dễ ảnh hưởng, đúng không? Nghe nó có thể làm tổn thương cảm xúc của mẹ bầu. Thì các bạn gái sẽ phải tránh xa những cái âm thanh gì mà nó làm tổn thương các bạn, đúng không? À, và nó những cái người người ta nói để làm tổn thương bạn, đúng không? Thế thì chúng ta mới thấy là muốn nay mai bạn muốn con bạn giỏi ngôn ngữ thì phải bắt đầu từ nghe. Và ngôn ngữ của mỗi âm thanh của mỗi quốc gia nó sẽ khác nhau, đúng không? Tiếng Anh 100%, nhưng mà tiếng Đức là 100%. Tiếng Đức và cái khẩu vị của nó rất là nghe nó uy. Tiếng Đức là tiếng để dành cho quân thù mà. Nhưng mà tiếng Pháp thì là nhẹ nhàng, tha thiết để dành cho tình yêu. Tiếng Anh thì xô bồ, thoải mái để dành cho giao tiếp bạn bè. Tôi qua Pháp thì ở Pháp rất là tuyệt vời. Họ nghiên cứu rất sâu về những em bé không nói. Những em bé nói được nhưng lại không chịu nói khi đến lớp, đến trường. Thì ngay ở Việt Nam cũng vậy đấy. Thì hóa ra là có rất nhiều em bé là nó cái hệ thụ cảm âm thanh ở tai con ấy, nó bị hỏng do tổn thương từ thai kỳ của mẹ, do lý do gì đó mà nó không bắt sóng được, nó không thích cái loại sóng âm đó nên nó chả nói. Nó cũng như là bây giờ có một số người nghe này, có người nói là vào miền Trung thì họ nói là thầy giảng hay nhưng mà thầy nói nhanh như rõ khó nghe, nó nghe kịp đó, họ cũng xù tôi. Thế thậm chí là cùng là giọng Bắc với nhau đấy, thế nhưng mà tôi nói đấy, nhưng mà mình nói lời ngay thẳng, mình nói lời ngay lành, thì những cái thằng mà âm thanh trong đầu nó toàn xấu xa, độc ác, rốt nát thì nó lại không nghe được, nó cũng xù đấy. Thế nên cái âm thanh nó rất cực kỳ là quan trọng cho cái thai kỳ của người mẹ, tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp lên tâm hồn của người mẹ, lên cảm giác của người mẹ, và lúc đó thì em bé lại lấy cảm giác từ mẹ. Thế nên là những cái người mẹ bầu á, thì hãy chú ý là những cái mình nghe. Vậy thì nếu cùng âm thanh, nếu mẹ nghe nhạc buồn thì mẹ thấy buồn thì con thấy buồn. Thấy buồn thì chưa đủ đâu, nhưng mà lúc bây giờ nó cảm thấy buồn thì nay mai cái hệ thụ cảm của nó nhạy cảm với nhạc buồn. Đấy, mẹ nghe những nhạc bức xúc, gào thét lên bức xúc, thì cái hệ thụ cảm âm thanh của con nó đang trong bụng nó đang hình thành, cũng để nay mai nó nhạy cảm và nó thích nghe âm thanh bức xúc. Đấy, mà nghe cái gì thì nó sẽ nói cái đó. Đấy, đó là lý do bây giờ một số người mẹ rất là xinh đấy, nhưng mà mở mồm ra là gắt gỏng, nó nói lời bức xúc làm tổn thương chồng con. Rất nhiều ông bà nội cắn quái con cái, gắt gỏng, bắn cho rồi đấy. Xin mời, hôn nào, hôn nào. Đấy. Thế là gì? Là những người là trong tuổi thơ đấy, nghe những âm thanh tổn thương. Vậy thì những cái gì người mẹ nghe thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con. Nhưng mà cái ảnh hưởng xa nhất đó là nó tạo ra cho con mình cái hệ thụ cảm của nó mẫn cảm với những cái âm thanh xấu xa độc địa này. Và nó bị tổn thương. Tại vì tinh trùng ở trứng đấy, nhưng mà khí và chất mà hôm trước tôi có nói, khí là tinh trùng, chất là máu huyết từ mẹ để hình thành nên con cái. Nhưng đừng đùa, chất lượng tinh trùng của nam nhi thời nay kém thế hệ cha ông hồi xưa là 35%, tại Việt Nam tụt hạng 35% chất lượng tinh trùng nam giới ngày nay. Khí quá kém. Binh lính Trung Quốc khí cũng kém. Đấy, tinh trùng ngày nay tạo bởi rượu với bia mà. Rồi tạo bởi những thằng không vận động mà. Nên là nó kém lắm rồi. Thì chất của người mẹ cũng vậy. Tôi ra sân bay tôi nhìn thấy những cô gái đấy ngủ rũ rượi, nhưng đêm hôm qua cứ mắt trắng lên để bấm để gạt thế này này, gạt thế này này. Đấy, những khí chất của cả nam thanh nữ tú đều kém, đã tạo ra vừa rồi thì tổn thương, nên là đã tạo ra một con cái, chúng ta là đang tạo ra thế hệ sau kinh khủng lắm đấy, nếu các bạn không tỉnh ngộ và các bạn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Người Việt Nam là người dễ bị tổn thương, sống trong nỗi sợ và rất dễ xù. Tìm cái gương mặt người Việt Nam thánh thiện và bình yên như thiên thần rất khó. Nhìn mặt những bé thơ Việt Nam á, nó không bình yên, nó không tự tin, tại vì suốt ngày nó nghe những âm thanh hù dọa. Tôi thấy những bà bầu mặt mũi hằn học để quát đứa con lớn rồi gắt gỏng, tôi thấy rất là kinh khủng. Nên là ở đây nó sẽ có cái logic nhân quả, nếu mẹ nghe thì con cảm thấy,
Nếu mẹ tổn thương thì con tổn thương hệ thụ cảm. Nếu cứ tiếp tục như vậy lặp lại nhiều lần thì con bạn nay mai hệ thụ cảm của nó chỉ nghe được những lời xấu xa. Nghe lời xấu xa cay độc thì lại nói lời xấu xa cay độc và tổn thương người khác sau này. Thế thì vậy thì lại những cái gì bà bầu nói, nói văng vẳng trong đầu ạ, need to voice nha, cũng là cái ảnh hưởng đến thai nhi. Chẳng hạn là khi các em mang bầu nó ngộ nhiễm độc thai nghén do nội tiết thôi, liệu tiết tấu hoàng thể nó tăng vọt lên để nó bảo vệ em bé, thế là bạn buồn nôn, bạn huệ. Thế nhưng mà nếu mà bạn biết rằng đây là tín hiệu tuyệt vời là có bé rồi, thì cái tiếng nói ở cái cơ thể là nói là gì? À, đấy là có em bé, cơ thể ơi, đúng không? Mở rộng để kêu mang con nhé, em bé, đúng không? Mình cần khỏe mạnh, chúng mình cần khỏe mạnh để kêu mang em bé. Em bé đến với cuộc đời rồi, và mình thành mẹ rồi, mình không phải là cô gái nữa, đúng không? Bạn kêu gọi não bộ của bạn đón nhận em bé, bạn kêu gọi tủy sống của bạn, vùng tử cung của bạn mở rộng ra để đón em bé. Bạn kêu gọi gan của bạn là thanh thải chất độc đi, thì mọi chuyện qua thì rất nhanh. Nhưng mà cái tiếng nói ở trong động, thậm chí là ra mồm, khổ lắm, rất là mệt lắm, đau khổ. Đấy, thì là gì? Những cái mẹ nghe, nhưng những cái mẹ nói, từ nói ra mồm hoặc nói văng vẳng ở trong đầu. Thế bây giờ là kiểm điểm, là những mẹ bầu kiểm điểm đi. Bây giờ mình mệt mỏi trong đầu, mình là cái âm gì? Đầy nghiến dằn mặt cơ thể à? Cáu bức với cơ thể à? Đấy, thì là khổ con rồi. Thế đã thế, mình đang vui, nhưng mà chả có ai làm khổ mình, nhưng tự nhiên lại đi nghe mở cái bài hát cái thằng dằn dọc gào thét này kìa, để nó làm khổ mình, nó làm khổ con mình. Đó, đó. Nghe bạc Beethoven úp vào đây này, nhưng mà trong đầu là nghĩ nói những âm thanh kỳ cục, những âm thanh mà nó đầy nghiến cay độc, thì cũng thế thôi. Thế còn cái này là người khác nói, người khác nói là bạn đồng nghiệp nói. Nói có thể bằng lời, nói có thể bằng một cái comment ở trên trang của cô bầu. Lời của người chồng nói, lời của người hàng xóm nói, của người bán hàng nói, của người dịch vụ nói với bà bầu, của bác sĩ khám bệnh nói với bà bầu. Chúng ta đang làm tổn thương nhau từng phút giây và kinh khủng. Thật là kinh khủng với những cái gì mà một người mang bầu phải nghe. Tần suất để người phụ nữ nghe những lời âm thanh êm dịu, du dương, hài lòng quá ít. Có đúng không các bạn bầu? Những bạn bầu nào mà đang mang bầu và trong đầu đầy những cái từ kỳ cục, những từ không ngay lành, không được yêu thương thì lên tiếng. Chúng ta vô thần mà. Tôn giáo làm rất tốt việc này. Vì chúng ta cứ nghĩ là theo cái tôn giáo là mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan nó khác. Nên chúng ta vô thần. Chúng ta không nghe thánh ca, chúng ta không nghe được những hòa nhạc, hòa tấu. Thế nên là để bây giờ bạn nào, mẹ nào mang bầu mà dính cái lỗi này rồi thì lên tiếng tôi xem nào, để tí nữa cứu nhau nha. Tôi xin lỗi, hôm nay các mẹ hỏi về bệnh tật tôi không trả lời đâu, hôm nay tôi nói chủ yếu về âm thanh nha. Và lát nữa tôi sẽ hướng dẫn những người mẹ bầu phòng bệnh. Cái điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể làm được cho con gái đó là ở trong trứng nước. Đấy, đó là trong thai kỳ, trong trứng nước. Và ở trong 2 năm đầu đời. Thế nên là chúng tôi có những khoa học để trợ giúp tối đa cái này. Chứ không phải là khi các bạn thấy mà những em bé thuần Việt Nam ấy, nó nói tiếng Anh như là người bản địa, và các bạn nghĩ rằng nó rất là giỏi, hoặc là chúng tôi công phu để dạy. Không, chúng tôi công ứng một cái dịch vụ, một cái service cho các bạn là Bibo English. Là chúng tôi cũng bắt đầu khai mở lại hệ thống cảm âm thanh cho con cái các bạn. Đó, thì nó mới nói được đó. Chúng tôi biết bí mật của âm thanh. Thân bệnh là như vậy. Thân bệnh tức là cái lỗi do vùng ngôn ngữ kém, có thể do di truyền, có thể nó bị va đập chuyển dạng kéo dài, hay là khóc xếp lôi ra nó ốp, hay là ngạt nó hỏng, hay là bế rùng lặng nó đứt mất. Đấy, thân bệnh là như vậy. Còn tâm bệnh ấy, tâm trong từ tâm tình ấy, tình cảm ấy, tinh thần ấy, tổn thương tinh thần của người mẹ chính là cái lỗi mà làm tổn thương hệ thụ cảm, cảm giác của con. Đó, thế là kinh khủng nhất. Tôi tiếp xúc có những lớp là đến 15 trẻ chậm nói, nhưng mà thực sự thì trong đó nó cũng chỉ vào khoảng độ 5-7 trẻ là tự kỷ. Thì hầu hết mẹ chúng đều có thai kỳ tổn thương. Thế nhưng hôm nay cái buổi live stream này chính là một cái tín hiệu rất là tốt để cho các cái thím bầu, các mẹ bầu, để các em tránh được cái tổn thương thai kỳ.
Mà cái tổn thương kinh khủng nhất đó chính là những âm thanh chúng ta tác động lên tâm trí của người mẹ thông qua cái tai người mẹ nghe. Đó, thì nên hãy bảo vệ những bà bầu này, và chính là bảo vệ các hài nhi của chúng ta không phải nghe những âm thanh cay độc. Và lúc này các bạn ấy biết nó là giá trị của cái việc tôn giáo, đúng không? Tôn giáo thì họ dạy sự ngay lành, lời phán, và bạn biết là gì? Trái đất được hình thành từ cũng bởi âm thanh mà, từ vụ nổ Big Bang. Nên những người nào thờ Chúa thì cũng biết là gì? Bởi lời mà tạo nên vũ trụ, bởi lời mà tạo nên máu thịt, mà bởi lời phán mà tạo nên địa cầu. Thì lời chính âm thanh. Thì các khoa học gia cũng phải thừa nhận chính là từ một vụ nổ Big Bang, boom vang, Big Bang, thế là tạo ra cả địa cầu. Hôm nay tôi định làm một thí nghiệm nữa về nước, nó chịu ảnh hưởng của âm thanh như thế nào cho các bạn, nhưng tôi muốn là lần sau tôi sẽ làm và minh chứng cho các bạn rất là rõ. Thế thì từ khi mà ngày xưa người ta phát hiện ra là những đứa trẻ tự kỷ là do bị bỏ bê, tại vì quy trình, quá trình là process, là nó phải phát triển từ cảm giác, maybe feeling, sound, âm thanh, somebody picture, hình ảnh. Đó. Thế thì em bé phải hoàn thiện các thụ thể cảm giác đã. Đó. Thì em bé sẽ nghe hơn chục tháng là em bé sẽ nói. Em bé nghe 20 tháng mà không nói là bạn cuống lên rồi. Đấy, thế rồi em bé phát triển hình ảnh. Đấy, thế nhưng mà ngày xưa ấy, thì chúng ta không có smartphone, không có tivi, không có hình ảnh gì cả. Nên là chúng ta bế con là chúng ta nói chuyện. Ui, đấy là âm thanh nhỉ. Người xưa còn kiêng không soi gương sớm cho con để nó chậm nói. Nhưng bây giờ là thì bà không nói chuyện. Không nói chuyện nữa. Nhưng to cũng nhìn nha. Tại vì là bà cũng xem màn hình. Ôi giời, ôi đấy kìa. Im, không cho nó nói, không cho nó hét. Đấy, bố mẹ về đến nhà thì bố chấm chấm, mẹ gạt gạt, không ai nói với con. À, đi ra Teeny World toàn nhà giàu. Con ra đấy chơi, bố mẹ nào cứ mặt gầm vào đấy. Lúc nào được một mấy cái ảnh chụp nó quay xong mặt gầm vào đây. Chết đấy nha. Bây giờ bạn hiểu tại sao nó tự kỷ chưa? Khi nào nó tổn thương nó rồi bỏ bê tuổi thơ. Thế là các bạn thấy tội lỗi quá. Và sau đó thì các cái khoa học gia lại đề xuất đến một cái thuyết mới, đó là do gen nữa. Thế là bạn thở phào. Ôi giời, thế là mình không có tội. Thảo nào mà em nó không bị, anh nó không bị, đứa này nó mới bị. Cũng có người căn vặn tôi như vậy đấy. Tôi bảo nó là bản lỗi của bạn. Bạn đã xù tôi. Bạn nói sao em nó không bị, sao anh nó không bị. Cái dây chuyền sản xuất xe hơi, dây chuyền sản xuất smartphone này vẫn còn tạo ra bản lỗi. Và mỗi đứa bạn mang thai trong những tình trạng khác nhau, đúng không? Thai kỳ khác nhau, và cái lời bạn nghe, cái lời trong đầu bạn đâu, ở mỗi đứa trẻ lúc bạn mang thai là khác nhau mà. Thế nên là khi mà nó có thuyết là gen, thế là bạn thở phào bảo ôi thế là tại gen nhà bố nó, tại gen nhà thằng kia bố phước, chứ không phải tại mình là bỏ bê con. Nên là bạn chút được gánh nặng tâm lý. Rồi lại thuyết khác nữa, thuyết phản xạ, thuyết soi gương neuron, đủ các loại thuyết. Thuyết gì thì thuyết, nếu các bạn học các khóa chuyên sâu của số 3 thì các bạn sẽ không phải đón nhận những bản lỗi vào cuộc đời các em đâu. Nhưng hãy bắt đầu từ việc bảo vệ cảm giác bình yên của thai kỳ cho mẹ bé. Và cẩn thận với những cái thứ được gọi là âm thanh mà các thím bầu nghe. Các em nhớ chưa? Hiểu rồi đúng không? Trong thời gian vừa qua ấy, là có rất nhiều cái thông tin các mẹ cảm ơn vì cái lọ dầu massage tuyệt vời quá, đúng không? Đấy, cái massage nó cũng sẽ khai mở các cái thụ thể cảm giác cho con. Nên là những cái mẹ nào đã có thai kỳ tổn thương mà sinh con ra rồi thì cũng nên đăng ký các khóa học để khai mở và kích hoạt.